Sự tích chim hít cô. Ngày xưa có hai cô cháu ở chung với nhau một nhà. Người cô già, chồng chết từ lâu, đứa cháu còn bé, chừng 12 tuổi, mồ côi cha mẹ. Nhà họ nghèo, chỉ có vài sào ruộng, không đủ sống, cho nên cô cháu ngày ngày phải đi mò cua bắt ốc hoặc mót hái kiếm ăn. Mấy năm trời được mùa, hai cô cháu tuy không lấy gì làm đầy đủ, nhưng cũng sống vui. Ngày ngày cháu theo cô xách giỏ ra đồng, miệng hát có vẻ thích chí. Nhưng không may, vụ hạ năm ấy mất mùa, rồi tiếp đến vụ mùa nắng hạn, nên cũng chẳng ăn thua gì. Trời không nắng lắm, nhưng nhất định không mưa, làm cho các ao hồ đều khô rông rốc, ruộng nứt nẻ hết. Hai cô cháu cũng như những người nghèo khác đi mò cua bắt ốc ở các vùng cạn nước. Nhưng cua ốc bắt mãi cũng phải hết, mà trong nhà thì gạo đã kiệt từ lâu, biết tìm cái gì mà nuôi nhau đây. Người ta có sức khỏe lên rừng chặt củi về đổi lấy những cái ăn được mà sống qua ngày. Riêng hai cô cháu sức yếu đành chịu nằm nhà nhịn đói, cái chết đang dọa nạt họ. May sao, buổi sáng hôm ấy, có người hàng xóm sang báo tin cho cô cháu biết là có mấy đám lúa ở làng bên cạnh đã bắt đầu gặt. Bà cô thấy mình yếu lắm rồi, đứng lên không vững nữa, chỉ có cháu là hơi tỉnh. Anh chàng gắng ngồi lên, một người láng giềng đem cho một bát canh rau. Cháu húp vào thấy khỏe cả người, vội đứng lên đi theo họ. Họ đến vừa kịp buổi gặt, nhưng người gặt thì ít, mà người mót thì đông vô kể. Tất cả đều đói nhưng mót rất khỏe. Họ đánh liều, sấn vào bứt lúa, mặc kệ chủ ruộng cầm roi đánh không tiếc tay. Mãi đến chiều, người cháu mới đem lúa về, đèo tèo chỉ có một nắm bằng cái chổi xẻ. Nhưng anh chàng không ngại, hắn đập, xảy, rang rồi bỏ vào cối giã. Chỉ một lúc sau, hắn đã đổ vào nồi, bắc lên bếp. Khi nồi cháo bắt đầu sôi thì người cô bỗng trở mình và rên khừ khừ. Cháu lật đật vào lật chiếu thăm cô. Cô rên rỉ kêu đau bụng, bảo cháu đi xin cho mình một tí gừng. Cháu ngần ngại không muốn đi, nhưng thấy cô có vẻ nguy kịch, vội đánh đường vào xóm. Sau khi cháu đi, người cô gắng dậy, ngồi vào bếp đun lửa cho nồi cháo. Lúc cháo chín, cô bỏ muối vào nếm thử một hớp. Chất ngũ cốc vào bụng trôi đến đâu, thịt da như sống lại đến đấy. Thấy cháu vẫn chưa về, cô múc ra một bát để dành cho cháu, rồi lại ngồi ăn. Loáng một cái, cô đã ăn hết phần của mình. Cô lại chõng nằm, nhưng bụng vẫn thấy thèm. Thấy cháu vẫn chưa về, cô nghĩ: thằng bé có lẽ được người ta cho ăn rồi, nên mới lâu thế. Nếu hắn đói thì dù gừng được hay không cũng phải về sớm. Nghĩ vậy, người cô lại lùm cùm dậy ăn, xén vào cháo của cháu một tí. Cô đi ra ngoài cửa nhìn, vẫn không thấy tâm dạng của cháu. Chắc nó được ăn rồi, còn ngồi lại sưởi, ta có thể ăn nốt đi cho nó. Nghĩ thế, cô yên tâm lại úp thêm một hớp nữa vào phần của cháu. Cho đến khi người cháu mang gừng về, thì bát cháo chỉ còn một tí nước ở dưới đáy. Cháu hỏi cô không trả lời, nhưng cháu cũng đoán được hết. Cháu ôm mặt khóc nức nở, cháu giận cô, oán cô rồi rủa cô. Được một chốc, cháu bưng bát cháo lại chõng cô nằm, dí sát vào miệng và nói bằng một giọng chua cay: đó, còn ít nữa, hít nốt đi, hít đi cô, hít cô. Sáng hôm sau, mãi đến trưa vẫn chưa thấy cháu dậy. Cô lại gần đưa tay sờ vào người cháu, thì ôi thôi, người cháu đã lạnh toát từ bao giờ. Từ đó trở đi, vào khoảng trời khuya, người ta nghe có tiếng chim kêu não nùng trong không gian. Hít cô, hít cô. Tiếng chim kêu, một điệu đều đều, như nhắc nhở những ngày sống gian khổ của hai cô cháu.